mà cứ mãi nằm sâu trong ký ức của chúng ta, không thể nào quên được. Kỷ niệm với quê hương, với bạn bè, với tình yêu đôi lứa. Nhưng trên tất cả là kỷ niệm với cha, mẹ. Vì tình yêu nào cũng có thể đổi thay, duy chỉ có tình cha mẹ thương con là không bao giờ thay đổi. Có bao giờ bạn phải hối tiếc vì những điều mình đã làm cho cha mẹ không vui, hay những lời nói làm đau lòng cha mẹ, dù đó chỉ là những phút thiếu suy nghĩ? Cha mẹ lớn tuổi hay trách móc những chuyện không đâu, hay nói mãi một câu chuyện đến nhiều lần. Khi cha mẹ già yếu, đầu óc hay quên trước, quên sau, đôi khi làm cho con không vừa ý. Nhưng xin hãy nhớ, nhờ ai mà ta mới có được ngày hôm nay? Ai đã hy sinh cả một đời để cho mình có được hình hài và cuộc sống như thế này? Ai là chỗ dựa cho mình khi gặp trắc trở trong cuộc sống? Nếu một mai không còn cha mẹ bên cạnh, dù bạn có muốn được nghe cha rầy hay mẹ mắng, thì cũng chỉ là ước mơ không bao giờ trở lại. Người xưa có câu: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Quả thật không sai, ai có may mắn được sống gần cha gần mẹ, được có cơ hội chăm sóc lo lắng cho cha mẹ lúc xế chiều, nên nghĩ đó là niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho mình. Nếu một mai cha mẹ đi xa, dù con có đạt được điều gì trong cuộc sống, dù con có là ai đi chăng nữa, cũng không thể nào bù đắp được sự yêu thương bao la không bờ bến mà cha mẹ đã dành trọn cho con. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ. Lời ru mát mát em như sao diệu dần dần, nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng hát trẻ. Quảng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến
quạng thân gầy mẹ hiền, một sương hay nắng cho bác mãi đau buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Dối mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời yêu anh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao,
là anh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi. Thank you.
hương sông đánh bao hoa dơ đình què và gió chi kiên quy cũng lường ngào ngạt khắp muôn phương thanh tịnh tâm hương đệ tử nguyện cúng dường Nam mô cúng dường Bồ Tát Nam mô cúng dường Bồ Tát hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát Việt Nam Mi Quốc Thành Phố Hồ Chí Minh Đệ Bình Tân Quận Mi Bình Bình Trị Đông Ma Phường Cư ngụ địa chỉ 842/5/34/10 Cư chủ phục Phật tu hương thiết cúng cúng kinh kinh kỳ xỉu sự kim dị toàn đầy các con các cháu trong gia đình Hiếu Nam Nguyễn Đức Hạnh Nguyễn Đức Thanh Hùng Nguyễn Đức Chí Nguyễn Đức Tính Hiếu Nữ Nguyễn Thị Niên Nguyễn Thị Nguyệt Thu Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Lê Duyên Nguyễn Thị Duyên Lai Hiếu Đức Trần Thị Thu Gió Thông Tâm Trần Thị Mỹ Phượng Linh Mô Ha Hết Kim Hiền Nghe Tế Hoàng Thế Du Người Nguyễn Ngọc Trung Gió Minh Tòa Cạo Thanh Du Trần Phi Hùng Nguyễn Đức Phúc Nguyễn Thị Lan Anh Đi Nguyễn Thu Hoa Phùng Trần Bình Quy Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Bích Thằng Nguyễn Phượng Linh Phương Nguyễn Đức Gia Cơ Nguyễn Anh Thế Nguyễn Thế Huyền Nguyễn Gia Hưng Ngoại đội Nguyễn Ngọc Báo Châu Nguyễn Ngọc Báo Ngân Gió Minh Trường Võ Nguyễn Thanh Tiền Quảng Nguyễn Phương Thi Trần Chí Anh Tấn Quang Nga Nguyễn Anh Quân Nga Cao Quốc Dũng Cao Nguyễn Huy Hoàng Cảo Thị Tôn Lứ Kiều Như Trần Hà Vi Hải Trần Liệt Ngọc Ma Quyền Cảo Cố Quang Nga Tùng Lâm Trần Bình Na Tuấn Hiệp toàn thể các con các cháu đồng quyền cung đống trước Phật tiền hiển cúng lễ nhập mặt chi linh chờ tiếng cố tấm ni phụ và lễ thị xuôi mơ mạng sanh linh sủ niên nghi hưởng nghi nhà thọ trần thế bác thập tư thế tự canh tí niên tứ hoạt nhường nhị thập thẩm mi nhà ngũ nhật lương thợ mang quy tây quyện hương linh lượng từ vật lực tính pháp nhân dân tốc xa mê đồ siêu sanh tình tình ni đồ đại bi mân chúng sanh đại hỷ đại xa tế hàm thức tướng hảo quang minh dĩ tự nghiệp chúng đăng chi tâm quy mạng lê chi tâm đảnh lệ nam mô tận tử không biến pháp chân quán hiện dị lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chỉ tâm lãnh lễ nam mô a di đà bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật đường lai hạ sanh di lạc tôn phật đại trí danh thù sư lợi bồ tát đại hạnh vô hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chỉ tâm lãnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam trần lục lục tiền đi qua tạng như các trung vô sư bất siêu thân tí bất tị tị diệu cực pháp tân tân đức nhất đức biến thập phương tinh chiêu có quay tận nguyên từ tứ đàn vàng tới tam tịnh nhất tây chư phật thứ minh minh nhị tây dông hồn phụ bàn siêu sanh tịnh độ tam tây tan biến họ quốc nghiên trường cá xứng thiên thu dạng dạng tới
Kệ thủ quỳ đồ thất đứng đầu những bánh lễ thích phu viên an nghiêm sinh tấn đại chính đệ di nguyện từ quý vị giáo hậu. Nam mô tất đa ông ta biểu tam bồ đề vô di âm đất địa tạng chính đệ chư lê chân đê tam bà giáo hộ ai tịnh đà la ni cần đương gì chú thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô ra đạt ma đa gia 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 nam mô a di đà bà lu ni mô thân kiên lành độ ni mong ma gia bà lu ni đức phật gia tâm đà bà. Nam mô ra đa thượng trì cấm nhang cho trời trong lễ trắng
nắng ngước mong mong. Đây ngọc như đây là lòng đây tình con cháu còn đồng giống nhung thương nhớ. Đây nghĩ sanh sanh thành thành cha con chưa đền đáp bê xong xong xong. Này chúng con dân bát cơm đầy cho mẫu thân, cho mẫu thân ngay đặng đỡ lòng cực khổ quấy lâu. Hồi gia đình của mình lấy chút bất chí tiền ngàn bạc đốt cho mẹ. Quyến lòng thành trà chấm bảo mang. Lễ tạ hướng linh ly sự tích tứ bấy. Kỳ phục ngũ phục chí gia nhân ngay. Rồi thanh môn với quý vị đứng lên. Mồ côi tôi
cắp đeo hộ chiếu.
phải mấy lần rồi thì không phải mấy lần. Thời gian trôi quá mau, nay bóng mẹ còn đâu.
ngày nay con nên người khi cuộc đời đầy gió mưa. Phong ba con đã qua sẽ tìm ra ánh mặt trời.
Thank you.
chuyện.